cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch Juventus với đội đang được xem là hiện tượng ở mùa giải năm nay, Sassuolo, sẽ là một trận đấu rất đáng chú ý. Đây là trận cầu mà Juve không được phép thua, nếu không, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của họ sẽ vô cùng khó khăn. Tiếp đón đối thủ Sassuolo, liệu họ có thể chứng minh được đẳng cấp của mình ở trận này, hay Sassuolo sẽ thu về một kết quả có lợi? Soi kèo châu Á, kèo chấp Juventus gặp Sassuolo. Dĩ nhiên, các nhà đương kim vô địch Juventus vẫn là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này, cho dù lão bà thi đấu không thực sự xuất sắc trong thời gian gần đây. Phong độ của Juventus 5 trận gần nhất. Juventus hiện đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ vẫn còn trong tay một trận chơi đấu nhưng lại kém đội đầu bảng đến 10 điểm. Phong độ của Juventus ở Serie A mùa này có thể xem là cực kỳ bất ổn. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ đã 2 lần mất điểm đáng tiếc trước Fiorentina và Atalanta. Phong độ của Sassuolo 5 trận gần nhất. Sassuolo có thể được xem là chú ngựa ô ở mùa giải năm nay khi họ đã thi đấu rất ấn tượng kể từ đầu mùa giải và đang xếp ngay sau Juventus với một điểm kém hơn. Ở vòng đấu mới đây, Sassuolo đã bị Atalanta đánh bại với tỷ số nặng nề 1-5. Có thể nói, dù đã rất tiến bộ nhưng đẳng cấp của họ vẫn còn thua xa so với nhóm dẫn đầu. Trong trận đấu sắp tới, nhà cái châu Á ấn định Juventus là đội cửa trên và chấp Sassuolo 1,25 trái. Người chơi đặt cược cho Juventus sẽ ăn tiền khi đội bóng này giành chiến thắng chung cuộc với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tỷ lệ ăn cược của Juventus là 1,99, còn với Sassuolo, con số này là 1,88. Sự khác biệt về mặt đẳng cấp của hai đội là quá rõ ràng khi Juventus đã bất bại trong 5 cuộc đối đầu gần nhất với Sassuolo. Lão bà có 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất cuộc đối đầu này diễn ra là vào mùa giải năm ngoái, Sassuolo đã xuất sắc cầm hòa các nhà vô địch Juventus với tỷ số 3 đều. Nhà cái châu Âu ấn định tỷ lệ cho kèo trận đấu này là 1,41, 6,35 và 4,65. Những tỷ lệ này tương ứng với kết quả chiến thắng, thua và hòa cho Juventus. Soi kèo tài xỉu có thể miêu tả phong độ của Juventus một cách chính xác nhất bằng cách nhìn vào những màn trình diễn của Cristiano Ronaldo. Chân sút người Bồ Đào Nha đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Serie A mùa này. Đáng chú ý, trong 29 bàn thắng mà Juve ghi được tại Serie A, Ronaldo đã đóng góp đến 14 bàn và nên nhớ rằng CR7 đã bỏ lỡ một giai đoạn do Covid-19. Về phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Sassuolo đang làm khá tốt với nhiệm vụ ghi bàn khi đã ghi được 27 bàn ở mùa giải năm nay. Với kèo tài xỉu là 3 thì các cầu thủ Juventus đã có 4 lần về kèo tài trong các trận đấu gần nhất, còn với Sassuolo, con số này dừng lại ở 2 lần. Nhà cái ấn định tỷ lệ kèo tài xỉu cho trận đấu tới là 3. Người chơi đặt tài ăn tiền khi hai đội ghi được từ 3 bàn trở lên. Tỷ lệ ăn tiền của tài là 1,84 và xỉu là 1,99. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì Juventus vẫn luôn có kết quả rất tốt mỗi khi gặp Sassuolo trong lịch sử khi hoàn toàn bất bại ở 5 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội. Trong đó có tới 3 chiến thắng trong trận đấu này. Với lợi thế sân nhà cùng sự ủng hộ của lịch sử, có thể nói dù rất khó khăn nhưng nhiều khả năng Juventus cũng sẽ có được chiến thắng trước Sassuolo. Nếu kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 nghiêng về Juventus thì người chơi đặt cược đúng sẽ nhận về mức cược là 6,65. Đây là mức cược thấp nhất mà các chuyên gia soi kèo bóng đá Ý đưa ra. Ngoài ra, còn rất nhiều mức cược khác để người chơi có thể lựa chọn hợp lý. Như vậy theo tôi, anh em nên chọn cửa Juventus và kèo tài để có tỷ lệ thắng kèo cao nhất. Dự đoán tỷ số Juventus 3, Sassuolo 0. Cảm ơn các bạn đã đi cùng với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm những video hay hơn nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại.